Thưa quý vị, tiếp Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan Yelen Bayzanov đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam vào sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chúc mừng Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực và hiệu quả tốt của Đại sứ trong việc góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Kazakhstan thời gian qua. Cảm ơn Đại sứ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tổ chức rất thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, với sự chân thành, tinh thần trách nhiệm của cơ quan chức năng hai nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Kazakhstan trên tất cả các lĩnh vực sẽ đạt được những kết quả cao hơn trong thời gian tới. Đại sứ Yelen Bayzanov chia sẻ tình cảm gắn bó sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời cho biết trong nhiệm kỳ đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của Việt Nam. Đề cập đến mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là về kinh tế thương mại, đại sứ đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên những lĩnh vực là thế mạnh của mỗi bên. Kazakhstan có thế mạnh về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng tốt công tác quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.